Thưa quý vị và các bạn, một điểm tập kết cát trái phép ở khu phố 2, phường Phú Hải, thành phố Phan Thiết. Dù bị chính quyền địa phương và người dân sống xung quanh nhiều lần phản ánh, đề nghị di dời đi nơi khác, nhưng chủ cơ sở này vẫn phớt lờ. Khối lượng cát tập kết ngày càng nhiều thêm, gây ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường sống và tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông. Phản ánh của nhóm phóng viên thời sự. Bãi tập kết cát xây dựng Minh Thư này tồn tại ở đây hơn 5 năm qua do bà Lê Thị Tị, ngụ phường Phú Hải, thành phố Phan Thiết, làm chủ. Ủy ban nhân dân phường Phú Hải cho cơ sở này thuê tạm mặt bằng từ năm 2015 trên phần diện tích của một dự án hoạt động cộng đồng chưa triển khai. Đến tháng 3, 2019 này, chính quyền có chủ trương ngưng cho thuê và buộc chủ cơ sở di dời đi nơi khác. Tuy nhiên, đã 6 tháng qua, lượng cát bồi nền và cát xây vẫn tập kết về đây rất lớn. Phương tiện chở cát hoạt động cả ngày lẫn đêm. Cái này thì về phía phường cũng đã nghe ý kiến phản ánh của bà con cử tri liên quan đến cái việc là không bảo đảm về cái việc là gây ra ô nhiễm môi trường, bụi bặm, ảnh hưởng đến phương tiện giao thông trên cái tuyến đường này. Về phía địa phương cũng đã nhiều lần đã kiểm tra và đã có nhắc nhở. Tuy nhiên đến giờ này thì hoạt động cũng vẫn còn. Quanh khu vực tập kết cát được che chắn sơ sài, khối lượng cát từ nơi khác đưa về đây chất cao như núi. Khi có gió thổi mạnh, nhà dân sống xung quanh bị ảnh hưởng. Bà con đã nhiều lần kiến nghị đến chính quyền địa phương xử lý dứt điểm bãi tập kết vật liệu này nhưng chưa hiệu quả. Điểm tập kết cát trái phép Minh Thư còn nằm trên con đường nhựa nối Phú Hải với Phú Long, đông đúc phương tiện qua lại. Với số lượng lớn xe chở cát ra vào thường xuyên cả ngày lẫn đêm và chạy với tốc độ cao, còn là mối nguy cơ tiềm ẩn gây tai nạn giao thông ở khu vực này.